Alo, alo, ai vậy? Alo. Dạ em nghe nói chị bán cái khóa bí quyết học giữ chồng hả chị? Ủa đâu có đâu chị, em đâu bán khóa gì đâu. Ủa sao em nghe nói trên mạng chị quảng cáo gần gần mà. Quảng cáo bí quyết giữ chồng hả? Đúng rồi chị. Không có, cái đó là em quảng cáo là cái dung dịch vệ sinh phụ nữ vậy, cái bộ dung dịch vệ sinh của em, chị hiểu không? Tức là mua một được tặng một á, rồi cái nó có nước hoa của bé nữa, cho nên em hay kêu á là bí quyết giữ chồng. Đó, khách em xài là chồng mê đó chị, chứ không phải là bán gói học nha chị nha. Thiệt không chị, nếu mà thiệt như vậy thì chị ship cho em một bộ nha. Một bộ hả? Đúng rồi. Ok, chị nhắn địa chỉ em ship liền nha chị. Không. Đó mấy bà ơi, mấy bà đừng có hiểu lầm nha. Em bán là cái gì? Bí quyết giữ chồng là cái gì? Là bộ dung dịch vệ sinh của nhà em nè mấy chị ơi. Một bộ dung dịch vệ sinh 199.000 mua một tặng một. Ở đây là một chai dung dịch vệ sinh 120ml tặng kèm một chai nước hoa cô bé. Tại sao gọi là bí quyết giữ chồng? Tại vì mình có một cô bé vừa thơm vừa sạch vừa khô thoáng mà cái mùi thơm nồng nàn quyến rũ. Rồi xong buổi tối mình nhỏ một giọt nước hoa cô bé làm cho thăng hoa cảm xúc thì chồng yêu, chồng quý, chồng cưng, chồng chiều, cho nên là em gọi là bí quyết giữ chồng là vậy. Mà thật sự luôn nó quá rẻ mấy chị đẹp nhà mình. 199.000. Trời ơi nó đáng đồng tiền hơn bao giờ hết. Nhiều chị là phải đi thẩm mỹ này nọ các kiểu thì mới giữ được chồng. Còn bây giờ bí quyết là chỉ từ đây thôi. Thật sự luôn em bán cái này là mỏi tay luôn á chị. Nào mà còn chưa tin thì đặt ngay đặt liền, em bảo đảm là không có thất vọng luôn nha. 199.000 nó quá rẻ luôn đó mọi người ơi.